TUI Đà Lạt, hiện tại tôi có mặt tại nơi 4 người bộ dưới đồng, và trước mặt tôi thì ở đây giữa đồng này đấy. Thì tôi sẽ tiến vào bên trong như 4 người giữa đồng, tiếp tục tại nơi này, và ở đây đại sự lên thiên. Thì chỗ này cây cỏ đầy âm tùm, đó toàn là cỏ không, cỏ âm tùm chỗ đây. Rồi thì đây tôi sẽ tiến hành về phía bên trong. Giờ dôm vô thì nghe cái rột 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 ở phía trong đây, và ngày hôm nay có điều gì đây? Ở đây ở phía trước tôi là những ngôi mộ giữa đồng hoang vắng. Thì nơi này đây là đầu tiên là một cái này đó, một cái đây, một cái đây, đây là cái thứ hai, và tiếp tục là cái thứ ba này đó, và đây là cây thứ bốn. Đây là nơi bốn ngôi mộ giữa đồng này thì rất là lâu rồi. Thì tôi đang tiến vào bên trong. Rồi thì nơi này là đồng ruộng đây, một nơi đồng ruộng rất là bạt ngát đấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành tại nơi bốn mộ dưới đồng này. Đây là có lẽ là bốn mộ là hồn vắng, không có tên tuổi gì cả. Đấy, không có tên tuổi gì. Những ngôi mộ này đây là mộ bộ bỏ hoang rồi, là toàn mỹ trai không đó, mẹ trai đang để rất là ghê tởm luôn. Thì những ngôi mộ này có cái mộ thì không có tên tuổi, và có lẽ là bỏ hoang không có ai. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến hành về phía ra phía ngoài đây, cũng như mọi sự thành công tốt đẹp tiền tài rực rỡ. Và tại nơi giữa đồng này đấy, rất là rộng. Thì nơi này đại sự liên thiên, chỗ này bị cháy hết rồi, người ta đốt đã bị cháy đấy. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ và linh hương tại nơi bốn người mùi giữa đồng này, và điều gì sẽ xảy ra cũng như tiền tài rực rỡ tại nơi này đó. Nghe nói ở đây thì người ta đang lấy nước đồng thì dòm vào thì thấy bông trắng thật ớn ập luôn. Đó. Dồn vào trong ngôi mộ này thì thấy bóng trắng xuất hiện tại nơi này, dồn vô rất là ghê rợn đó, rất linh thiêng. Thì nghe người ta kể lại. Và ở đây thì tôi sẽ đặt đồ vào linh hương tiếp theo. Thì tôi sẽ ngồi phía ngồi này, chỗ nào ngồi cũng vẫn được thôi, chỗ bằng phẳng thì tôi sẽ đặt đồ đó. Rồi tiến hành thì tôi sẽ đặt đồ tại ngay đây. Thì tôi sẽ ngồi chỗ hiện tại này nơi nào cũng vẫn được thôi.
đây tôi sẽ đặt đồ vào lò hương tiếp theo. Và tại nơi 40 bộ dự đồng này là kẹt chi gì ở đây? Thì tôi sẽ đặt đồ thôi. Rồi, quý vị xem mà chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và tôi đang đặt đồ. Thì tôi đang đặt đồ và lần hương tiếp theo. Thì quý vị xem chưa đăng ký kênh nhập vào chưa đăng ký để theo dõi. Và cũng như tại nơi 40 mộ dưới đồng này, đây là 40 mộ dưới đồng rất khác và nơi rất là xa xôi để mà đi đến đây, và cũng như đem đến tiền tài thành công tốt đẹp tại nơi 40 bộ dưới đồng này. Và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay thì tôi sẽ đặt đồ vào hương tiếp theo đây. Rồi thì cũng có chút bánh trái cũng sữa tiền nhiệt bạc này, cũng như tại nơi 40 bộ dưới đồng. Và điều gì sẽ xảy ra cũng như tiền tài rực rỡ ngày mai thì đem đến tiền tài đó. Thì ở đây cũng như ai có lọc lên để phụ tài lẻ nhàn đẹp nhàn khỏi, cũng như chiến đi để thành công tốt đẹp, thì tôi sẽ lên hương thôi. Rột rột vào phía đây, cái đang rột rột ở phía trong này, chuột hay gì không biết nữa. Rồi thì ngày hôm nay tôi sẽ cũng như đền hương và khấn vai tại nơi 40 bộ dưới đồng này và đem đến tiền tài rực rỡ. Thì ngày mai đấy, ngày 22 rồi, 22 tháng 2, và cũng như tiền tài ở đây và cũng như thành công tài lộc may mắn và có các chữ gì ở đây sẽ chứng giám hiển linh đem đến tiền tài. Và Nam Mô Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi đang có một chút sữa tiền vàng bạc này,
thì các chi vị đất đai duyên trạch thành bằng bốn xứ bạch mã thái giáp quan trầm quốc lỵ thượng thứ đất đai quyền trưng đầu lộ thì tại nơi bốn mộ giữa đồng này và lên thiên tiền tài rực rỡ thành công thì cho tướng kẻ này sẽ đứng lên hiển linh và có các chi vị đã mà chứng giang. Nếu đứng lên sẽ thành công tiền tài rực rỡ ngày mai thì cũng như đứng lên là các chi vị đã hiện lên tại nơi này và tôi sẽ đặt đồ đặt tướng ghe này. Nam mô Phật. Chỗ này thì không có đồ cắm rồi. Rồi thì tôi sẽ để ngay đây đây để nhang lại luôn. Và tôi sẽ xin kêu tại này. Ở trước kia là bốn mộ dưới đồng phía trước thì các chị gì đã chứng giang hiện linh tại nơi bốn mộ dưới đồng này để mà thành công tiền tài rực rỡ và có các gì ở đây để mà chứng giang thì tôi sẽ đặt tướng gà này đứng lên tại nơi này thì hiện linh không công vẫn chưa đứng không một không hai không ba không bốn thì hiện tại không bốn đã đứng rồi đấy và ở đây không bốn đã đứng sừng sững tại này đó. Thì đã đứng dừng đứng qua đẹp luôn 04 và 40 thì có âm có dương 04 và 40 lọc mua về số miền Nam miền Trung miền Bắc thì ở đây 04 và 40 thì có các gì ở đây đã cho dự đứng tại này đó quá đẹp luôn thì đã lên thiền liền. Rồi thì đã cho dựng đứng tại này thì ai có đọc đây để mà trả lời các chị và bốn bộ giữa đồng này rất là thiệt đó thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để mà rột ở sau ra có điều gì mà rột ở phía trước đây rất là ơn ấp luôn. Rồi, rất là nhanh chóng tại này đã cho dựng đứng hiển linh và tiền tài rực rỡ thành công 04 và 40 ở đây 204 204 240 thì 04 và 40 ở đây thì có các chi gì đã chứng giám tại nơi này và tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này cho các chi gì 41 giữa đồng này và tiền nhân bạc. Rồi,
thì ai có lọc đây để mong ủng hộ kinh phí tài lệ cách chứ gì. Và điều này đã cho dừng đứng ngày hôm nay. Đấy. Rồi, 04 và 40 204 thì ở đây. Và tiền tài hiệp trợ. Đó. Phía trước đây. Xem chưa đăng ký kênh nhấn vào chưa đăng ký để theo dõi.